là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net. Hỷ Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 9, dương lịch 2014, tức ngày 12 tháng 8, âm lịch Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe lời kêu gọi kiến tạo cơ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Nam California của Thượng tọa Thích Giác Đảng, quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hoa Đào, kiêm Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử xa gần. Trong nỗi điêu linh của dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã đồng hành và gánh chịu bao nghiệt ngã từ trong nước ra tới hải ngoại. Đức Đại Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cương quyết vượt qua mọi trở lực để lèo lái con thuyền của giáo hội trong cơn phong ba bão tố. Giáo hội rất cần một cơ sở chính thức hoạt động tại miền Nam California, nơi mệnh danh là thủ đô của cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại. Nhiều Phật tử đạo đạt nguyện vọng lên Đức Tăng Thống về nhu cầu khẳng thiết một ngôi chùa đúng nghĩa là cơ sở của giáo hội để đáp ứng Phật sự tại địa bàn quan trọng nhất của người Việt tại hải ngoại. Đức Tăng Thống đã kêu gọi và chỉ thị cho Văn phòng 2 Viện Hoa Đạo thực hiện việc này trong huấn từ đầu năm 2014. Tiếp theo đó, Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã có văn thư kêu gọi xúc tiến việc tạo mãi ngôi chùa nói trên. Ngôi chùa mới vĩnh viễn thuộc chủ quyền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Từ những kinh nghiệm quá khứ, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã chỉ đạo cho Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo thực hiện thủ tục pháp lý với danh nghĩa chính thức của giáo hội và cơ sở tạo mãi sẽ thuộc chủ quyền của giáo hội cho dù mai hậu có những thay đổi nhân sự trong các nhiệm kỳ. Điều này cũng là nỗi băn khoăn của nhiều Phật tử khắp nơi trong thời gian gần đây. Giáo hội đã tìm được một cơ sở rất thích hợp, đáp ứng được tất cả yêu cầu trước mắt. Đó là một ngôi chùa của Phật giáo Đài Loan, tọa lạc gần ngã tư đường Beach và Warner của thành phố Huntington Beach, cách đường Bô Sa chừng 5 phút lái xe. Cảnh trí quang rạng với chánh điện và nhà sinh hoạt, sẵn sàng để sinh hoạt Phật sự. Vì đây là một ngôi chùa đang sinh hoạt. Với giá 1.200.000, rất phải chăng trong một thành phố tốt như vậy. Chúng ta cần vận động đủ tài chính trong thời gian ngắn để nắm giữ thắng duyên hiếm có này. Với hiện tình giáo hội, cách khả thi tốt nhất là kêu gọi sự phát tâm dũng mãnh của những ai thao thức về sự tồn vong của giáo hội và khẳng định sự quyết tâm tuân thủ sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng viện trong nước. Sự kiến tạo ngôi chùa này đã được Đức Tăng Thống đặt tên ngôi chùa Phật Quang, sẽ khẳng định sự quyết tâm và đồng lòng của tất cả chúng ta trong nỗ lực phục hoạt giáo hội và giải trừ quốc nạn pháp nạn. Nguyện cầu ân lành Tam Bảo, Thiện Thần Hộ Pháp, Giác Linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Giác Linh Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác gia hộ chúng ta chu toàn Phật sự thiêng liêng này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kế tiếp, xin mời quý thính giả nghe bản tường trình của Tổng vụ trưởng Thăm Viện Hoa Đào về hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất 6 tháng đầu năm 2014, với nhiều lời phát biểu của các nhân vật quốc tế như dân biểu Quốc hội châu Âu Ramon Tremosa, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Zoe Lofgren, Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, bà Katharina Lantos-Sweat, cũng như của Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ, Đại Lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hoa Đào Thích Như Đạt, Thượng Thọ Thích Giác Đặng, Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Cư sĩ Võ Văn Ái và Cư sĩ Lê Công Cầu. Hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất 6 tháng đầu năm 2014 và việc tạo mãi cơ sở mới của giáo hội tại Nam California. Nói đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ là nói đến sự kiên cường, bất khuất với đức tính vô úy và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Không kiên cường, bất khuất sao được? Khi hai bậc cao tăng lãnh đạo, tay không tất sắc, mặc tù đài, quản chế, kiên dũng suốt 39 năm trời đối đầu với bạo quyền để giữ vững nền pháp lý lịch sử cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Không chú ý và đồng hành cùng dân tộc sao được? Khi biến cố 1975 xảy ra, tất cả miền Nam bị khuất phục, bị lăng nhục phải đầu hàng và lặng câm trong cuộc khủng bố trắng, thì tiếng nói cho nhân quyền và tự do vẫn cất lên bằng 12 ngọn lửa tự thiêu tập thể ở Cần Thơ vào tháng 11 năm 75, với những tuyên cáo của hai ngài Huyền Quang Quảng Độ thức tỉnh địa cầu. Hôm nay, 39 năm sau, chúng ta thử nhìn một số hoạt động quốc tế và quốc nội trong 6 tháng đầu năm 2014, để biết thái độ dấn thân cho đất nước và con người của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn trước sau như một. Ngày mùng 4 tháng Chiên, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ban hành giáo chỉ bổ nhiệm thành phần nhân sự mới của Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo và Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Trụ sở Viện Hóa Đạo trong nước trước kia nằm ở chùa Giác Hoa, Sài Gòn, nay được dời về tu viện Long Quang, thành phố Huế. Tại đây, ngày 8 tháng Chiên năm 2014, Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo, tổ chức lễ hiệp kỵ chư Thánh Tử Đạo và chư Tiền Bối Hữu Công. Nhưng 200 công an Huế bao vây tu viện Long Quang, ngăn chặn các ban đại diện hay huynh trưởng gia đình Phật tử về tham dự ngay từ nơi xuất phát. Huynh trưởng Lê Công Cầu, Tân Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo và gần 100 huynh trưởng bị bắt đi làm việc, bị quản chế. Nhân dịp lễ ra mắt nhân sự mới Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo ở hải ngoại tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ, dân biểu Quốc hội châu Âu Ramon Tremosa và dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Zoe Lofgren gửi điệp văn chào đón tân ban lãnh đạo giáo hội và hậu thuẫn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. My name is Ramon Tremosa and I am a member of the European Parliament. Tôi là Ramon Tremosa, dân biểu Quốc hội châu Âu. Tôi gửi băng thu hình này để nói lên sự hậu thuẫn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và tất cả những ai đang đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam. Tôi biết rất rõ chế độ Cộng sản Việt Nam đàn áp những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền, hạn chế tự do Internet. Tôi thấu cảm sự khổ đau của những thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vì họ ôn hòa chống kháng chế độ độc tài và hiện nay nỗi khổ đau của họ vẫn tiếp diễn. Tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến tân ban lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong và ngoài nước, đang được vinh danh hôm nay. Tôi hy vọng chư liệt vị bước theo bước đường của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trong cuộc đấu tranh bất bạo động, đem lại dân chủ thực sự và tốt đẹp cho Việt Nam. Tôi ủng hộ cuộc đấu tranh của các bạn. Cuối cùng và chắc chắn, các bạn sẽ thành công và thắng lợi là điều tôi tin quyết. I am sure of that. Good luck. Thank you for letting me speak with you today. I, along with other members of Congress, xin cảm ơn quý vị đã mời tôi đến tham dự hôm nay. Tôi cùng những thành viên quốc hội khác đã đề cử Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình cho sự nghiệp của ngài qua hàng chục năm ôn hòa đối lập chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã giấy động lòng chúng ta, bó buộc cộng đồng thế giới phải tiến tới và biện hộ cho Việt Nam được hưởng nhân quyền và tự do. Hôm nay,
Tôi xin ngỏ tình liên đới và hậu thuẫn mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam. Xin quý vị hãy tin tưởng tôi như một đối tác góp công mang lại nhân quyền cơ bản và tự do cho Việt Nam. Đầu tháng 2, nhân phái đoàn Hà Nội đến phúc trình về tình hình nhân quyền Việt Nam tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát ở Liên Hiệp Quốc Geneva. Ông Võ Văn Ái tổ chức cuộc hội luận những tiếng nói của xã hội dân sự bị cấm đoán ở Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc để nói lên thảm trạng nhân quyền và đàn áp tôn giáo. Thượng tọa Thích Giác Đẳng, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ Hoa Kỳ, bay sang góp mặt và phát biểu. Đồng thời, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và cư sĩ Lê Công Cầu từ trong nước gửi tới Liên Hiệp Quốc hai băng thu âm nói lên thảm trạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị khủng bố. Ladies and gentlemen, my name is Thich Quang Độ. I'm a Buddhist monk from Vietnam. Tôi tên là Thích Quảng Độ, tăng sĩ Phật giáo ở Việt Nam. Tôi lấy làm tiếc không có mặt cùng quý vị vì tôi hiện bị quản thúc tại Thân Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Thông điệp này được thu băng bí mật và nhờ sự dũng cảm của nhiều người mới đến tay quý vị trong cuộc hội luận hôm nay. Tôi đã trải qua 3 thập niên dưới nhiều hình thức cấm cố, 10 năm lưu đày, 7 năm trong tù ngục, rồi sau đó bị quản thúc không lý do. Tôi bị tội gì đây? Chỉ vì kêu gọi Việt Nam tôn trọng các quyền mà người dân phải được tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp, tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Là người lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hiện không được nhà cầm quyền thừa nhận. Tôi không chỉ kêu gọi riêng cho tự do tôn giáo, mà còn cho quyền dân chủ đa nguyên, quyền ra báo độc lập, quyền được tự do biểu tình, quyền được biểu tỏ ý kiến của mình mà không phải sợ hãi. Tôi đã từng kêu gọi hủy bỏ án tử hình, bình đẳng xã hội và chấm dứt cơ chế hộ khẩu hiện được sử dụng để phân biệt đối xử và kiểm soát dân. Tôi sẽ còn tiếp tục áp lực cho quyền con người và tự do, dân chủ cho Việt Nam, dù phải trả bất cứ giá nào. Ngày mai là cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát. Tôi thúc đẩy quý liệt vị hãy làm áp lực cho những cải tiến cụ thể như phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và các tôn giáo khác không được thừa nhận, trả tự do cho tất cả các tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị và hủy bỏ vĩnh viễn hành xử tùy tiện, quản chế người không thông qua sự xét xử của tòa án. Thank you for your attention. Thưa tôi, tên là Lê Công Cầu, hiện sống tại Huế, tức là một cái tỉnh của miền Trung Việt Nam. Tôi xin báo động đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là những cái tiếng cầu cứu nguy kịch của tôi. Có thể đây là lần cuối cùng tôi còn được phát biểu vì công an hăm dọa sẽ bắt tôi vào tù. Tôi không sợ nhà tù, tôi sẵn sàng đối diện với mọi hậu quả trên những hành động ôn hòa chính đáng của tôi. Mặc chuyện gì đến thì cứ đến. Quý vị đang nghe Việt Nam báo cáo lần thứ hai qua cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tôi xin kêu gọi các phái đoàn, các chính phủ hãy lưu tâm tới những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và áp lực Việt Nam thực hiện những bước cụ thể thực thi nhân quyền. Không bằng lời hứa mà phải bằng hành động thực tế. Nhân quyền cần phải được bảo vệ song song với luật pháp. Được như vậy thì cái người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam mới được hoạt động để thăng tiến cái quyền con người. Còn nếu không thì cái nhân quyền tại Việt Nam sẽ bị thu chuộc và người Việt Nam trở thành nô lệ cho một cái đảng phái độc tài và toàn trị. Thì tôi xin thưa như vậy để xin quý vị lưu tâm. Cuộc lên tiếng liên tục của Phật giáo như thế đã được Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới thu tập đưa vào bản phúc trình công bố hôm 30 tháng 4 năm 2014 về tình hình tôn giáo tại Việt Nam và yêu cầu Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào trở lại danh sách CPC. Cũng trong tháng 5, nhân dịp Hà Nội tổ chức lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế mở cuộc vận động trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. 61 nhân sĩ quốc tế, trong số này có 4 khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, đáp ứng ký thư chung gửi nhà cầm quyền Hà Nội. Bà Lanstor Swift, Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, cho biết
bức thư chung này mang tầm quan trọng quốc tế. Bức thư này là một tuyên ngôn rất quan trọng, biểu tỏ sự quan tâm to lớn của đông đảo những nhà lãnh đạo hăng hái và có tác động trên lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo, thách thức với nhà cầm quyền Việt Nam, hiện không nói gì khác hơn thứ ngôn ngữ lập lờ hai mặt. Một mặt thì nhà nước Việt Nam là chủ nhà đón tiếp Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc, nhưng cùng lúc ấy thì vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bị quản chế. Thật là khôi hài. Chúng ta phải thật sự cảnh giác, không để cho chính quyền qua mặt với thứ ngôn ngữ đa ngôn, trưng hình ảnh tốt đẹp cho việc đối ngoại, nhưng đối nội thì ngược lại. Đầu tháng 5, khi Trung Cộng đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì tức khắc Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ ra tuyên cáo chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam và kêu gọi đồng bào các giới trong và ngoài nước khẩn cấp hình thành một liên minh chống ngoại xâm. Sang ngày 16 tháng 6, Đức Tăng Thống lại ban hành thư ngỏ, đưa ra giải pháp dân chủ đa nguyên như vũ khí chống ngoại xâm và phát triển đất nước, mà Ngài giải thích qua cuộc phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho rằng, chừng nào mà đất nước chưa có dân chủ, thì đất nước còn phải gặp nhiều khó khăn. Cái họa trước mắt là Trung Quốc, họ vào đất hẳn, chiếm hẳn lãnh thổ Việt Nam rồi. Họ coi như là đất của họ, nước của họ, biển của họ. Lãnh đạo Cộng sản bây giờ ngoái lại, họ kêu gọi dân chúng bây giờ ủng hộ để mà chống Tàu. Nhưng mà bây giờ dân chúng thật rất thờ ơ. Bao nhiêu năm nay họ đã lừa mới gạt dân chúng nhiều rồi. Cũng không có niềm tin vào Đảng Cộng sản. Hiện giờ Đảng Cộng sản là người nắm quyền cai trị đất nước. Nhưng mà họ có một cái tôi biết chắc chắn là họ sợ. Họ không bao giờ ra buông cái Đảng Cộng sản ra. Đây là cái tai họa của dân tộc mà Đảng Cộng sản đã gây ra từ bao nhiêu chục năm nay, từ khi Hồ Chí Minh về nắm quyền Việt Nam. Cho nên chỉ còn có một cách duy nhất, đó là dân chủ hóa, toàn dân sẽ đoàn kết lại, bầu lại một cái chính phủ thực sự của dân, do dân. Thì lúc đó mình mới có sự đoàn kết toàn dân để đương đầu với những cái gì đang diễn ra ở Biển Đông đấy. Mới thoát được cái kiềm tỏa của Trung Quốc. Do đó, bao nhiêu năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hết lòng kêu gọi cho cái sự dân chủ hóa của đất nước. Ngoài một cái dân chủ hóa là không còn có một cách thế nào nữa. Trước dinh độc lập cũ, vào lúc 5 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2014, huynh trưởng cấp tấn Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu để kêu gọi đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc, đốt đuốc soi đường cho người yêu nước và hậu thuẫn tuyên cáo chống Trung Quốc xâm lăng của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Từ trong ra ngoài nước, các chùa viện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đều trang trọng làm lễ cầu siêu tưởng niệm huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai, dị Pháp, dị quốc thiêu thân. Ngày 13 tháng 6, Diện Hóa Đạo ra quyết định thỉnh cử Thượng tọa Thích Giác Đẳng lên ngôi vị quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Diện Hóa Đạo, kiêm Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Ngày 20 tháng 6 năm 2014, tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, ông Võ Chân Ái tố cáo Hà Nội bác bỏ những khuyến nghị quan trọng của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc yêu sách cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Ông Ái kêu gọi trả tự do cho các blogger Trương Duy Nhất, Phạm Chiết Đào, Anh Ba Sàm cũng như Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và huynh trưởng Lê Công Cầu. Tại miền Nam California, hôm 26 tháng 6, lần đầu tiên tân ban lãnh đạo Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo xuất hiện và tổ chức lễ quý nhật lần thứ 6 Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang tại thành phố Santa Ana. Do chưa có trụ sở nên phải thuê hội trường Union Hall để tổ chức. Một tuần lễ sau tại Bình Định, Ban Quản trị Tu viện Nguyên Thiều cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, làm chủ lễ quý nhật lần thứ 6 của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Quyền Quang. Phái đoàn hội đồng lưỡng viện gồm 30 chư tôn đức và 150 huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam trên toàn quốc về tham dự. Đại học hè Phật giáo được tiếp diễn từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7 tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston. Không như trước đây,
lãnh đạo trung ương xa cách, biệt lập với các đơn vị giáo hội địa phương trên toàn quốc Hoa Kỳ. Nay tân ban lãnh đạo văn phòng hai viện Hoa Đạo nhận thức địa phương là nền tảng dựng xây một giáo hội thuận hảo, hòa hài. Vì vậy, chùa Viên Giác ở thành phố Oklahoma City do Hòa Thượng Thích Trí Hòa làm viện chủ, là nơi văn phòng hai viện Hoa Đạo đến thăm viếng và mở cuộc hội luận người Việt hải ngoại phải làm gì trước hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng hôm 12 tháng 7. Cuối tháng 7, tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo, đến điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Dù gặp bao khó khăn, công an ngăn cản, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc cũng đã vượt mọi cản trở đến Thanh Minh Thiền Viện, gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Như Đạt và Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo Lê Công Cầu hỏi han, tìm hiểu hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Sự kiện này cho thấy, đối diện với Giáo hội Phật giáo của Đảng và Nhà nước, chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là đối tác quan trọng và duy nhất tin cậy của Liên Hiệp Quốc khi Liên Hiệp Quốc cần tìm hiểu một tôn giáo lớn tại Việt Nam. Trước khi báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc lên đường đi Việt Nam, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đã đến Liên Hiệp Quốc ở Geneva cung cấp hồ sơ đầy đủ về các tôn giáo bị bách hại tại Việt Nam. Với công trình hoạt động không ngừng nghỉ từ quốc nội đến quốc tế như trình bày vừa qua, thế nhưng văn phòng hai viện Hóa Đạo lại không có nơi đặt trụ sở. Trước kia do lòng kính ngưỡng nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ, với sự đồng tâm hậu thuẫn, lập trường tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nên đồng bào Phật tử tại Hoa Kỳ đã phát tâm, quyên góp nhằm tạo mãi chùa Điều Ngự, làm cơ sở chính thức của giáo hội. Chẳng may cơ sở của giáo hội là chùa Điều Ngự bị cưỡng đoạt kể từ khi có bốn hòa thượng ly khai với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để thành lập một tổ chức phản chống giáo hội mang tên là Tăng Đoàn. Trong bản hiến chương của giáo hội ra đời năm 1964 cho đến những lần tu chỉnh về sau, không hề có một điều khoản nào cho phép thành lập Tăng Đoàn trong khuôn khổ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Vì vậy, qua đạo từ số năm gần đây, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi: Chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử các giới góp lòng góp sức để sớm tạo dựng cơ sở mới cho giáo hội tại thủ đô của người Việt tự do, để tham gia gắn bó với cộng đồng người Việt hải ngoại trong cuộc vận động chung cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam, và để tri ân đức cố đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã bỏ cả cuộc đời ngài trong tù tội thống khổ, chẳng lùi bước trước cường quyền, để giữ vững nền đạo lý dân tộc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hôm 12 tháng 8, Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ban hành thông bạch khẩn kêu gọi: Để giáo hội sớm thu đất cơ sở mới, hầu đấu diện với sự đánh phá của các thế lực vô minh ngày càng hung tàn. Viện Hóa Đạo kêu gọi chư tôn đức tăng ni, đồng bào Phật tử, các giới hoan hỷ cũng dường, kẻ ít người nhiều, Phật cho vay không lấy tiền lời, để văn vòng hai Viện Hóa Đạo có đủ 1 triệu Mỹ Kim trong vòng 30 ngày tới thanh toán việc tạo mãi cơ sở mở. Để tránh sự cướp đoạt cá nhân như đã xảy ra trước đây, lần tạo mãi cơ sở mới tại Nam California kỳ này cho văn phòng hai Viện Hóa Đạo sẽ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đứng tên mua theo pháp lý của Hoa Kỳ, chứ không là sở hữu chủ của bất cứ cá nhân hay tăng sĩ nào. Kính xin mời nghe lời kêu gọi của Thượng tọa Thích Giác Đẳng, quyền Chủ tịch văn phòng hai Viện Hóa Đạo. Giáo hội đã tìm được một cơ sở rất thích hợp, đáp ứng được tất cả yêu cầu trước mắt. Đó là một ngôi chùa của Phật giáo Đài Loan, tọa lạc gần ngã tư đường Beach và Warner của thành phố Huntington Beach, cái đường vô xa chừng 5 phút lái xe. Cảnh trí quang rạng với chánh điện và nhà sinh hoạt, sẵn sàng để sinh hoạt Phật sự. Vì đây là một ngôi chùa đang sinh hoạt.
với giá 1.200.000, rất phải chăng trong một thành phố tốt như vậy? Chúng ta cần vận động đủ tài chính trong thời gian ngắn để nắm giữ thắng duyên hiếm có này. Với hiện tình giáo hội, cách khả thi tốt nhất là kêu gọi sự phát tâm dũng mãnh của những ai thao thức về sự tồn vong của giáo hội và khẳng định sự quyết tâm tuân thủ sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưu Việt trong nước. Sự kiến tạo ngôi chùa này đã được Đức Tăng Thống đặt tên ngôi chùa Phật Quang, sẽ khẳng định sự quyết tâm và đồng lòng của tất cả chúng ta trong nỗ lực phục hoạt giáo hội và giải trừ quốc nạn pháp nạn. Sau đây là lời sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, kiêm Tổng thủ quỹ Văn phòng Hai Viện Hoa Đạo. Thưa quý đồng bào Phật tử đồng hương Việt Nam, quý vị cũng biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất có mặt trên đất nước Hoa Kỳ này rất là lâu. Hòa thượng Đệ Ngũ Tăng Thống ở Thích Quang Độ ở Việt Nam, ngài nói bây giờ cố gắng mà tạo một cơ sở để mà về sinh hoạt cho giáo hội, cho gia đình Phật tử, cho tất cả mọi người. Ở các nơi thì có, nhưng mà đặc biệt nhất là phải có một cái cơ sở tại miền Nam Cali. Miền Nam Cali là một cái trung tâm Phật tử rất là đông, mà cũng rất là nhiều những người Phật tử họ hướng về với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà họ không có chỗ nương. Rồi cũng kêu gọi các Phật tử thiện nam tín nữ và đồng hương mỗi người một chút góp phần công đức vào đó. Mong được quý vị quan hỷ, quý vị bố thí, quý vị cúng dường, quý vị gieo phước. Thì chúng tôi xin kêu gọi quý vị, cầu nguyện quý vị. Đức Phật Quan Âm Bồ Tát ở đầu cổ quý vị, gia hộ cho quý vị. Và đạo hữu Võ Văn Ái, phát ngôn dân giáo hội, kiêm tổng vụ trưởng, tổng vụ truyền thông Viện Hóa Đạo. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa đồng bào Phật tử, dân không thể không có nước, người không thể không có nhà. Văn phòng Hai Viện Hòa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng không thể không có trụ sở để sinh hoạt tôn giáo và tiếp đón các nhân sĩ quốc tế vốn có cảm tình và ủng hộ Phật giáo Việt Nam. Từ 39 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là tôn giáo luôn có mặt trên các diễn đàn quốc tế để bênh vực cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Một cơ sở mới cho giáo hội tại thủ đô của người Việt tị nạn là chuyển Thúc Bắc để tiếp tục công trình Hoàng Dương Chánh Pháp và vận động quốc tế giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Đây chính là sứ mệnh lịch sử chưa từng lùi bước của người Phật tử Việt Nam suốt 2.000 năm qua. Kính mong được sự hỗ trợ tài chánh của chư tôn đức tăng ni và quý đồng bào Phật tử. Ở hải ngoại, tiền bạc ủng hộ hay cho mượn, xin viết ngân phiếu đề tên Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và gửi về địa chỉ Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Chùa Pháp Luân, 13913 South Post Oak Boulevard, Suite B, Houston, Texas, 77045, Hoa Kỳ, USA. Điện thoại 281-216-3588, email Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất viết tắt @gmail.com. Tất cả mọi ngân phiếu nhận được sẽ có hồi báo để làm bằng. Tiền đóng góp của chư liệt vị sẽ được trừ thuế theo quy chế non-profit của Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước, 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, một lòng chung.